quý thính giả đang lắng nghe tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Chương 3: Sự tình cờ. Từ khi Điệp đưa thư cho Lan tới nay đã 5 hôm rồi, nhưng vẫn chưa nhận được thư phúc đáp. Ngày nào mượn nhật báo chàng cũng mở ra và thử soi lên ánh sáng trước xem có gì không. Song lần nào cũng mất hy vọng. Điệp ái nái, hay là Lan không biết tờ báo hôm nọ có nhân. Hai bận ông Tú gọi sang chơi, Điệp cũng không trông thấy Lan. Song vì chàng cố ý không muốn gặp mặt Lan, nên bận nào chàng cũng nhìn thẳng hoặc cúi đầu nom xuống. Nhưng ai đối với ai kia, khi thấy sự im lặng mới có thể cứng mãi được. Chứ Điệp đối với Lan thì chàng ân hận gay vì đã đối xử với người yêu quá tàn nhẫn, nên càng bật tin tức, Điệp càng thấy không an tâm. Người ta bảo yêu nhau là làm khổ cho nhau, thật đúng. Một hôm Điệp tự nhiên thấy nóng ruột, ngồi đâu đứng đâu cũng không yên. Cơm chiều xong, độ 5 giờ, chàng thơ thẩn ra cầu đầu làng chơi, rồi cứ theo lối bờ sông rảo bước đi mãi. Dần ô còn cao, ánh sáng đương đậm, cụm qua bèo tím theo dòng nước bạc, chạy thi với những đám mây trắng rung rinh in trên mặt sông Lam. 4-5 cò bợ lấp loáng xà xuống những thửa ruộng bùn lầy, rồi vỗ cánh lên là mặt đất bay về phía rặng đồi xa tít. Bên sườn đồi, một dải thông bò từ chân lên ngọn, khẳng khiu lòe xòe, làm dịu hẳn một góc trời nhoáng như tấm gương. Bốn bề tĩnh mịch như ru, ý nghĩ dẫn dơ. Điệp đưa chân đi, chẳng để ý đến gì cả. Bỗng từ đằng xa có một người đi lại. Điệp nhìn mãi lấy làm ngờ ngợ. Người ấy đi gần đến, chàng trông kỹ, dưới vành nón chúp quả không sai cái miệng với cái cầm Lan. Điệp sung sướng, trông trước trông sau, không thấy có người, bèn hâm hở như ông tướng cầm quân sắp ra trận. Chàng quyết có dịp cầm Lan lại mà giảng nghĩa cho Lan cái ý nghĩa trong thư. Tài diễn thuyết ở trường mọi khi, Điệp cần phải dở hết ra để dụ Lan nghe và theo ý kiến của mình cầu cho Lan được hạnh phúc. Điệp sắp sẵn thứ tự câu nói, nhưng Lan đi càng gần, Điệp đã thấy trống ngực càng mạnh, mất hẳn một nửa can đảm. Rồi Điệp thấy trong người nó thế nào ấy, cứ như có một cái gì ngấm vào, buồn buồn theo khắp các dây thần kinh. Điệp run lên. Lan sắp đến nơi, Điệp đứng sững lại, nhìn vào nàng chằm chọc. Chàng thấy mắt Lan trũng, có quần thâm thâm, Lan trông thẳng. Lan đi qua trước mặt Điệp, hai má đỏ ửng, hơi nhếch tí mép. Điệp như bị điện giật, tự nhiên rũng cả người, rồi có cái gì đè lên ngực, lên cổ. Điệp quên phăng hết cả, quên cả từ tiếng chào làm màu câu chuyện. Rồi Lan đi dục qua, thôi thế là hết, chả ai nói với ai một tiếng nào. Nhưng chẳng lẽ ông tướng Điệp ban nãy toan hùng hổ thế mà chưa chi đã chịu nổi hiệu kèn thu quân. Điệp bèn quay lại nhìn theo Lan, run run nóng rực cả người, không biết làm thế nào cho Lan đứng lại được. Lúc Lan đi qua đến hơn 10 bước, Điệp mới nghĩ ra là phải gọi, bèn ấp úng nói, cô Lan. Hai tiếng cô Lan, từ thuở bé đến bây giờ Điệp mới gọi thật là lần thứ nhất, nên cứ nói to mà cứ nghẹn ngào không rõ được. Lan nghe thấy, nhưng còn 4-5 bước nữa mới dừng chân quay lại nhìn Điệp. Đứng độ 3 giây đồng hồ, Lan lại đi. Cái tiếng đầu tiên Điệp đã cho ra thoát, thì những câu sau cũng thông thường, nên Điệp rảo cẳng theo Lan và gọi nữa. Cô Lan, tôi hỏi. Lan nghe gọi, cũng như lần trước, đi thêm vài bước nữa mới quay lại. Nhưng lần này chỉ độ 3 bước thôi, nàng nhìn trước nhìn sau, lúc ấy Điệp đã theo gần tới. Lan trông thấy Điệp, bỗng tái mét mặt, luống cuống chớp luôn mắt đến 10 bận, rồi cúi đầu ngượng nghịu, hai tay sờ soạng mà không biết giớ lấy cái gì. Điệp đứng trước mặt Lan sửng sốt, hai người nhìn nhau im lặng đến nửa phút. Điệp cố gắng mới nói được những tiếng chính mà không sao chấp được vào câu cho gọn gàng.
Thưa cô, cái thư trong báo. Lan cất giọng run run đáp. Dân à, cô trả lời chưa? Không ạ. Tại làm sao? Cô nghĩ thế nào? Không ạ. Từ lúc ấy, Điệp thấy hơi quen quen, nên thu lại được tâm hồn vì đã nói nổi những câu dài hơn trước. Nghe Lan đáp nhát gừng, Điệp nhìn thẳng Lan bằng con mắt nằng nì, khiến Lan phải chao liện hai con ngươi mà trông xuống đất. Cô Lan. Dạ. Tiếng thưa như thoảng ngoài môi, Lan liếc nhìn Điệp một cái rồi lại trông xuống, lấy tay dây tà áo. Cô có thể đứng đây tôi hỏi câu chuyện trong 10 phút được không? Lan nhìn bốn bên đáp. Thưa cậu, lâu quá không tiện. 5 phút vậy. Lan ngần ngừ trông thẳng cái gò trước mặt và nói. Cũng không tiện. Điệp hiểu ý rõ rồi nói. Vậy mời cô lại cái gò này, ta đứng lấp sang bên kia, không sợ ai trông thấy. Lan hai má bỗng hay hay, run run đáp. Vâng, mời cậu đi trước. Điệp vén quần bước theo bờ ruộng, Lan đi sau, hai người ngậm miệng, nhưng trong óc cùng phải lẩn quẩn nghĩ vào bài, như học trò thi kỳ vấn đáp, phải tính đủ thì giờ để nói cho hết. Đến chỗ khuất, Điệp ngồi phịch xuống thảm cỏ và mỉm cười mời Lan. Cô ngồi xuống đây. Lan cất nón, né mình, dán áo, cùng ngồi phịch. Từ thuở bé đến giờ, Điệp mới được ngồi cạnh một người yêu khác máu và khác giống, nên lại thấy nao nao trong lòng. Chắc Lan cũng chẳng được tự nhiên như ngồi bên cạnh bạn gái. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, tuy chẳng nhìn nhau nhưng hai trái tim đập theo một nhịp. Độ 5 phút, Lan dục. Cậu nói gì? Cái thư hôm nọ cô có đọc kỹ không? Lan không trả lời, móc túi lấy ra tờ giấy đã nhàu và bóng những mồ hôi, nói. Đây, sao tôi không đọc kỹ? Vậy cô hiểu bụng tôi không? Lan thấy Điệp nghiêm sắc mặt, bèn không trả lời, co chân lên, tựa cầm vào đầu gối, tay rứt cái cỏ gà, Điệp lại hỏi. Vậy cô có hiểu bụng tôi không? Tôi hiểu lắm, nhưng... Đến tiếng nhưng thì Lan ngắt lại, không nói được nữa, mà một giọt nước mắt rơi xuống ngọn cỏ, rồi Lan ôm mặt nức nở khóc. Nhưng cậu ác quá, cậu không hiểu bụng tôi. Câu nói từ đáy lòng nọ thấm thía đáy lòng kia, khiến Điệp thổn thức, cũng không cầm được lệ. Bốn dòng châu lã chả, chan hòa như làm trôi cả tư tưởng oán hận. Một lát Điệp lau nước mắt, tủm tỉm nói. Tôi không muốn cô khổ. Tôi không muốn cậu khổ một mình. Tôi không muốn cô phải khổ vì tôi. Thế nào là khổ? Khổ là không được sung sướng. Thế nào là được sung sướng? Được sung sướng là không phải khổ. Nghe câu nói giằng co như kéo cưa, bỗng hai người bật cười, tình tứ nhìn nhau, cái buồn bây giờ thật tiêu tan hết. Lan nhìn Điệp, vui vẻ nói. Cậu gàn quá, cậu cho tôi là hạng người thế nào? Cô là một người, cô cho phép tôi dùng chữ đúng, cô là một người đáng yêu, đáng quý, đáng ơn của tôi suốt đời. Vậy mà, chưa chi cậu đã ghét, đã khinh, đã phụ tôi. Bị ba phát đạn, Điệp nghẹn lời, lúng túng không đáp được. Cậu phải biết, nếu tôi coi việc tiền tài hơn cậu, nếu tôi coi tiền tài làm ra hạnh phúc, thì không khi nào tôi xử với cậu như thế. Tôi tiếc rằng tôi đã trả lời cậu, chứ tôi tưởng cái quần thâm mắt này cũng đủ bằng dạng lời biện bạch. Điệp hối hận nói, cô Lan, cô tha lỗi cho tôi. Lan nhìn Điệp mỉm cười bằng cái cười đại lượng. Điệp thở một cái mạnh như muốn hắt cả cái hơi nặng nề đang chứa chất trong ngực, rồi nói, vậy thì cô Lan có yêu tôi không? Tôi tưởng có hay không cậu xét thì biết. Điệp vui vẻ nói, tôi muốn cô trả lời rõ kia. Lan lườm Điệp,
tôi không nói. Thế thì không yêu chứ gì? Tôi không biết. Gớm. Cô Lan ơi, tôi không ngờ đâu tôi bị biết bao nỗi đau lòng mà được phút này hỡi dạ. Không ngờ đâu tôi bị cả vũ trụ chán ghét mà được cô yêu quý. Tôi không ngờ đâu tôi chán ghét cả vũ trụ mà tôi yêu quý một mình cô. Lan nhìn xuống nói, vậy cái thư này cậu đang tâm mà đưa cho tôi. Điệp giật lấy, xé nhỏ tin rồi ném tung ra trước gió. Mảnh giấy trắng bay liệng như đàn bướm bám vào cả áo, cả đầu Điệp và Lan. Lan nói, cậu khổ nữa tôi cũng không quản, cậu trượt mãi tôi cũng không cần, ái tình nên để trên danh lợi. Điệp vui sướng ngẩng mặt lên trời, thở dài. Chết chữa cậu Điệp, mấy cái năm phút rồi. Hai người cùng cười, trông lên mặt trời đã chìm được nửa dành, mấy con cò trắng đã liện về bụi tre. Gió chiều đã hay hay thổi, rồi câu chuyện càng nồng thì giờ càng đi chóng. Cô Lan ạ, tôi đọc các sách, tôi thích cái cảnh này lắm. Tôi muốn cô cùng tôi, ước gì ta hóa ra hai người chăn chiên, yêu nhau, thỉnh thoảng gặp nhau, rủ nhau ra sườn đồi dưới bóng cây mà trò chuyện, kể lể những câu tình tứ mộc mạc, mong mỏi những điều hy vọng thật thà. Cậu lãng mạn quá. Thú lắm cô ạ, còn gì thích cho bằng hai đứa ấy yêu nhau bằng cái tình yêu tự nhiên như cảnh vật của tạo hóa. Rồi một đôi khi chúng ta đưa nhau lên ngọn đồi cao, đứng nhìn xuống dưới thì tôi tưởng thần tiên cũng đến thế mà thôi. Quanh mình đã không có người đời mà lại được thở riêng một bầu không khí, thật là chẳng bận chút trần ai. Lan cười trả lời, cái tưởng tượng bao giờ cũng êm đềm thú vị hơn sự thật. Cậu cứ thế, không trách cậu thi hỏng cũng phải. Phải thế mới được, sống một cách mơ hồ mới có cái sung sướng. Mà việc đời ta chỉ biết qua loa. Nếu ngày sau tôi lấy cô, tôi sẽ ở một trái đồi riêng, làm nhà tận trên đỉnh cao chót. Trên sườn đồi, ta sẽ trồng các thứ rau đủ để ăn quanh năm. Tôi muốn rằng ta không xuống đến chân đồi nữa, mà cũng đừng ai đến quấy rối mình làm gì. Chỉ tôi với cô, ta sống bằng cái đời ái tình hơn cái đời vật chất. Cậu có tư tưởng lạ quá, mà cậu nói những câu nói không hiểu được. Chắc cậu chỉ học chuyên tiếng Pháp nên nói tiếng ta. Cậu dùng nhiều chữ không đúng. Không đúng thì thôi, nhưng cô có thích như thế không? Hai người riêng một thế giới thì sao không thích, nhưng riêng thế nào được, cậu khó tính quá. Điệp và Lan nói chuyện hồi lâu, bỗng Lan giật mình, rõ. Chết chữa, cậu có trông thấy cái gì đấy kia không? Điệp nhìn theo tay, hỏi lại. Cái gì? Ai nhìn ta đấy kia, thành ra tôi ở đây mấy mươi cái năm phút rồi nhỉ? Chị Hằng đỏ ửng to như chiếc mâm, cứ dần dần ở đặng tre nghển mặt lên mãi. Lan đứng dậy, nói, thôi cậu cho tôi về, kẻo chị Hằng trông thấy. Điệp thở dài, dài mà buồn như cái ngân nga của tiếng chuông chùa đằng xa đưa lại. Lúc ấy đã nhá nhem tối, nhưng bốn mắt sáng quắc, nhìn nhau không chớp. Điệp bùi ngùi đứng dậy, Lan nói, tôi chúc cho cậu được vạn sự may. Dân xin cô nhớ hôm nay là 16 tháng 5, ngày đáng kỷ niệm. Tôi đi nhá. Gượm, tôi còn câu gì nói nữa không nhỉ? Sao thì giờ đi chống thế? Rồi thì giờ sau này, cậu sẽ chẳng phải phàn nàn. Nó sẽ là của riêng cậu cùng tôi. Cậu còn gì dặn tôi không? Vậy phải chờ đến bao giờ mới được tình cờ này nữa? Lâu nay cậu gặp tôi, quyết không phải là sự tình cờ, sẽ là dự định sẵn. Ai định được? Dự định sẵn của cha mẹ chứ ai? Điệp thất vọng, Lan nói, tôi đi nhé. Vâng, nhưng thôi để dành, nói cả thì hết mất. Tôi có nhiều chuyện nhưng chưa nói được câu nào. Tôi cũng vậy, thôi đợi ngày ấy tôi sẽ thổ lộ hết. Mà không biết có thể nào hết được chuyện của chúng mình không nhỉ?
Dân, có một chuyện quan trọng nhưng tôi chưa có thì giờ nói. Tôi cũng phải đợi vậy. Tôi đi nhé. Dân. Lan cười chào Điệp. Điệp mỉm cười chào Lan. Lan đi, Điệp ngây người trông theo. Lan nhìn lại, Điệp cố nhìn theo. Tà áo bay bay, dáng ai tha thước lờ mờ thấp thoáng. Màu áo nguyệt bạch ẩn hút vào trong bóng trăng xanh, dung dế đùn ra những giọt sầu.